mình sẽ làm món với một mớ cá bóng này nha các bạn. Bạn thấy ngon như chưa? Nhiều là ăn thấy xỉn luôn rồi đó. Có bự có nhỏ, có mấy con này bành kia luôn các bạn. Đó. Thấy chưa? Bóng cá bóng này cá bóng dừa các bạn. Bóng trứng thì nó nhỏ nhỏ, còn cá bóng dừa thì được con bự 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 không ạ. Ngon ghê luôn á. Mớ cá bóng này thì mình sẽ làm vài món như là cá bóng khô khô tiêu, chiên giòn, chấm mắm nước mắm chua ngọt các bạn. Cái này thì nấu canh chua cũng được. Mà chắc mình làm hai món ra đi. Bạn thấy đã chưa? Mấy con nghe gì nè bạn? Nhỏ 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 gì nè. Ăn ngon. Chiên giòn nha. Chiên giòn ăn hết trơn luôn à, không có bỏ xương luôn á. Nhỏ vậy á. Ngon. Đã thì thấy cưng ghê luôn á. Nè. Giờ thì mới cái bóng này á bạn, mình sẽ để đây nha. Mình đi vòng vòng vườn á, mình hái một ít rau mình vô luộc không thôi, rau sống gì đó hồi đang kho cá khô khô mình chấm ăn bạn. Hôm nay nhà mình hôm nay mình cho nhà mình ăn một bữa cơm đơn giản và đạm bạc. Vườn cá cá đồng luôn rồi nhảy luôn. Con cá bóng là khó bắt nhất luôn á. Cầm nó nhấp chợt nè, nó trơn rồi à. Giờ mình để đây đi, mình đẩy lại bạn. Đi dài dài vườn hái một ít rau đi rồi vô sẽ mình sẽ mần nó nha. Thường thường ta thấy người ta bứt mấy cái cọng già dạ, dạ. Dạ, người ta phơi khô người ta nấu nước uống. Nấu nước uống. Ổng em cũng có phơi khô hơi hơi á. Cái này nè bạn phơi khô á, cái chăm trà như mình uống thường ngày vậy đó, nhưng mà lợn bạc á bị mất ngủ cũng hay lắm bạn. Dạ không có rau muống mà chuyển sang rau má luôn phải không? Rau má. Ủa rau mát chứ lượm. Quên. Rau má đi. Rau má cũng bạn. Được rồi, mình hái một cái ít ít vậy đó, ngồi luộc ăn cho nó ngon. Còn cá này nè thì giờ mình sẽ chà cho nó trắng nha các bạn. Cái túi này á thì cái túi mà các bạn mua rau câu á không thôi là cái gì ta? Cà chua bi. Cà chua bi á là được cái túi như vậy nè. Về các bạn chà cá bóng á, trắng tươi là sạch trơn rồi, đã lắm. Mà mau nữa, đã lắm. Mình sẽ bỏ cá vô đây nha.
vô gì mà mình chà 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 vậy nè là hồi nó chóc hết cái dĩ cho con cá bóng nó sẽ trắng tươi hả bạn. Cá á mình mần xong rồi nè các bạn. Rau thì cũng rửa sạch xong luôn rồi. Cá nè bạn thấy không? Ngon ghê chưa? Trắng tươi luôn nè, mình chà mà nó trắng tươi, trắng mông gì nè. Bạn nhìn thấy hấp dẫn không? Cá bóng nó đen thui, chà mà nó trắng tươi, mình tắm trắng cho nó ghê không? Bạn nào muốn tắm trắng giống gì không? Mình chia ra hai phần các bạn. Phần bên đây cái nồi đất á thì mình sẽ phơi khô, còn bên đây á thì mình để mình chiên giòn. Cá nhỏ nhỏ nè. Chiên giòn ăn ngon bạn. Còn mấy con bự này thì kho khô. Mình kho vừa ít ít gì là đủ ăn bạn. Chén nồi gì nè nó ngon hơn. Mình kho nhiều quá thì ăn không hết. Mình nó cảm như là kho vừa đủ cảm thấy nó ngon. Cái tô nữa không. Cá này nè. Cá nhỏ nhỏ gì là ăn hồi mình chiên là mình ăn hết trơn luôn. Không bỏ xương bỏ gì hết trơn bạn. Nhưng mà có một cái làm biến mặn thôi à. Tại vì nhỏ quá nên làm biến mặn. Rồi mình sẽ ớt cái phần cá kho này nha. Để vô đây một ít hạt nêm. Đây một ít bột ngọt. Ít đường các bạn. Một ít nước mắm luôn. Tí nước màu cho nó tạo cái độ màu đỏ đỏ các bạn đẹp. Chấm đều. Cá này thì mình ướp trong vòng 5-10 phút đi rồi mình bắt lên kho nha các bạn. Cho nó thấm vô con cá nó sẽ xăng ngoài nó chắc cái thịt thì hơn nè, cứng. Giờ mình ớt để đây đi. Còn cái tô này á thì mình sẽ để vô đây một tí hạt nêm. Là một tí xíu bột ngọt nè. Mình để gì ớt gì cho nó thấm vô cá đậm đà hơn. Hồi mình chấm bánh chua các bạn. Cá nãy giờ mình ướp cũng được 10 phút các bạn. Giờ mình bắt lên kho nha. Các bạn kho cá nữa, bạn kho lửa lửa lớn quá thì con cá nó chín nát á, nó không có ngon. Mình kho lửa riu riu quá nó sắc xuống từ từ, nó thấm vô con cá nó cứng lên nó ngon á. Ở bên đây á thì mình có bắt cái nồi nước nè. Mình sẽ luộc rau luôn nha. Cái luộc rau thì mình sẽ bỏ vô đây một tí xíu muối. Mình bỏ muối gì vô nữa bạn, đặng cho cái phần rau á được xanh đẹp màu đẹp. Nước sôi rồi bạn, giờ mình bỏ rau vô luộc nha. Mình sẽ để rau mát vô trước nha bạn. Rau mát thì nó mình luộc cho thiệt chín á, chứ đừng luộc ba sợi muốn sực ăn nó tê à, kỳ lắm. Nên mình sẽ bỏ nó vô luộc trước. Bạn rau của mình chín rồi nè. Bạn thấy bỏ muối vô luộc rau không? Rau nó xanh tươi à, nhìn ngon ghê không? Thì mình sẽ gấp ra mình luộc cách khác nha các bạn. Luộc lần một thứ thôi. Luộc chung vậy thì nó chín lộn xộn, nó chín. Cái thì gục, cái thì nó hơi hơi, nó đều. Sẽ bỏ rau lan với lại rau muống vô chung luôn. Còn đọt nhãn lồng thì mình sẽ để vô sau bạn. Rau này mình luộc sơ rồi, chín rồi giờ mình gắp cho nha. Đọt nhãn lồng thì các bạn luộc á, các bạn bỏ vô vậy nè. Các bạn sơ qua sơ lại cho nó héo xuống á bạn nha, gấp ra được rồi. Đừng để lâu quá. Mình đọt nhãn lồng này á mà mình luộc để lâu quá thì nó sẽ bị đắng nha bạn. Không lẫn đắng. Mình luộc hơi chín vậy thôi là nó không có bị đắng nữa.
vậy là mình gấp ra được rồi đó. Một dĩa rau rồi các bạn. Giờ tới mình trong lúc chờ đợi nồi cá bên kia khô thì mình cũng bắt mình sẽ bắt cái chảo lên chiên cá luôn nha bạn. Cá của mình sắp khô rồi, nhìn hấp dẫn chưa? Mình cá xong một cục luôn, các bạn nhìn thấy màu hấp dẫn chưa? Mới bỏ vô đây hai trái ớt các bạn. Hồi gần khô quá thì mình sẽ để hành với lại tép mỡ vô. Hết chảo lên chế dầu vô, chảo nóng mình bỏ cá vô chiên luôn các bạn à. Lúc cá kho á là hồi sắt xuống cạn á là cá chiên vừa chín luôn, dọn ra thưởng thức đang nóng luôn, ngon các bạn. Rồi cá bên đây cũng khô rồi bạn, giờ chị Hai sẽ bỏ củ hành vô nha. Rồi mình bỏ tép mỡ vô luôn nha bạn. Trời lạnh á, mỡ nó đông rồi. Cá mình chiên rồi hả mẹ, còn mấy con nữa hả? Thì cá chiên này đó, cái này là giòn thấu luôn, nó nhai từ gầm 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 như cớm luôn á bạn. Cá của mình đợi cho nó sôi lên chín cái phần củ hành với lại mỡ tan ra bạn, mình sẽ tắt bếp nhắc xuống nha. Củ hành nó chín rồi, giờ mình tắt tiếp nha bạn. Đó, gì là dọn ra thưởng thức được rồi đó nè. Cá mình kho xong rồi, cá cũng chiên xong nữa bạn, rau luộc, bữa cơm đơn giản của gia đình mình nè. Cá bóng khô khô, bỏ ớt, mình không có bỏ tiêu, bỏ mấy trái ớt rồi ăn thì dầm ra này. Cá bóng chiên giòn cốm luôn, cá bóng cốm với rau luộc. Bạn thấy hấp dẫn chưa? Đơn giản, bữa cơm thật là đơn giản và đạm bạc. Cá kho, rau luộc, kèm theo dĩa dưa hấu. Thôi giờ thưởng thức thôi bạn ơi, đói bụng quá rồi. Mời tất cả các bạn ăn cơm nha. Bà Hai bà nấu nãy giờ bà lình xình quá, bà không ăn được. Bà nếm khiến mà bà lình xình quá. Lình xình kỳ cục quá. Nghi nhót quá nên mới lình xình mà. Nấu cơm xong tự nhiên nó bị lình xình cái bụng quá. Cá thì hồi tắm gà lộn cơm nè. Cái chiên ăn mới đã. Giòn khấu bỏ họng muốn tan. Cá này giống như là ăn cốm nè. Cái này không cần bớt xương luôn á bạn, nó còn thấu mà, cá nhỏ lên ngay luôn à.
kìa Huy. Clip này mình cũng chào tất cả các bạn nha.